Nào, chúng ta hãy quên đi muộn phiền và quẩy lên thôi. Và sau đây là điệu nhảy của những cánh vịt con. Đêm qua đúng là đêm ăn chơi vui nhất cuộc đời mình. Cái cảm giác đi qua đêm một bữa thật là thích, không như ở nhà. Bây giờ cũng là 7 giờ rồi, nắng đẹp quá. Thôi vào nhà thôi. Chào mẹ, con mới về. Mẹ ơi, con đi đâu suốt cả đêm qua thế hả Teresa? Con có biết là mẹ ở nhà trông ngóng con không hả? Trả lời cho mẹ rõ, đêm qua con đã ở đâu, làm gì, đi với ai, hả, mau lên. Mẹ bình tĩnh, đêm qua con đến quán bar ăn chơi cùng mấy đứa bạn mới, rồi khuya quá nên con ngủ nhờ nhà tụi nó luôn. Con lớn rồi, đi chơi qua đêm cũng là chuyện bình thường, có gì đâu mẹ phải lo chứ. Teresa, riết mẹ thấy con quá đáng rồi nha, ai nói là con đã lớn hả, con vẫn còn đang tuổi vị thành niên và vẫn còn cấp sách đến trường. Mà nếu như con có là người lớn rồi á, thì con cũng không thể nào đi chơi đêm và ngủ nhờ nhà người khác như vậy. Con là con gái mà, phải có lòng tự trọng và phải biết giữ mình chứ con. Làm vậy, mặt mũi nào mẹ nhìn người ta hả con? Mẹ đất ơi! Rồi bạn bè mới của con là những đứa như thế nào mà lại thích đi chơi đêm, thích đi ba bọt? Mẹ thấy những đứa bạn thân của con ở trường, nó ngoan ngoãn, nó đâu có như vậy đâu. Đi với tụi nó không biết là tốt hay xấu, rồi có ngày những nguy hiểm sẽ ập tới con. Con có biết là hôm qua mẹ đã tưởng tượng ra bao nhiêu việc không? Con mệt mẹ quá à, mẹ suốt ngày mẹ cứ tưởng tượng như thế này, như thế nọ. Con không hiểu nổi mẹ luôn đó. Con lớn rồi, bạn bè con như thế nào thì con biết. Và lúc nào mẹ cũng cho con là con nít hết. Mẹ cứ bắt con phải theo ý mẹ, phải ngoan, phải học, phải sống đạo đức, phải đi chơi về sớm. Nhưng con không thể là người như vậy được. Con muốn tự do mà muốn sống theo ý của con muốn. Mẹ hiểu không? Con đã nói với mẹ rất là nhiều lần rồi. Hãy thôi đi cái việc mà mẹ muốn quản lý con đi. Con không có muốn những điều đó xảy ra nữa. Con nỡ lòng nào mà nói với mẹ những lời như vậy hả Teresa? Nếu như em muốn sống theo ý của em, thì anh hai nghĩ em nên đi ra khỏi nhà đi Teresa. Anh hai thích em đi ra khỏi nhà đúng không? Để anh hai nói cho em biết, với cách sống này của em chỉ có thể sống một mình em thôi. Mẹ phàn nàn, mẹ la rầy, mẹ chỉ dạy em điều đúng điều sai là để em lên người. Con gái thì phải nết na thùy mị, vâng lời gia đình chứ ai vì cái mẹ, đi chơi qua đêm như vậy hả? Và Teresa, từ nay mẹ không bao giờ muốn thấy con lặp lại tình trạng này thêm một lần nào nữa. Đồng thời, con cũng hãy từ biệt những đứa bạn ăn chơi hư hỏng của con đi. Tụi nó hại con đó Teresa. Hãy quay trở về làm đứa con ngoan của mẹ như xưa đi con. Không!
tôi muốn đi đâu, gặp ai, làm gì là quyền của tôi. Tôi không muốn nghe mẹ chỉ dạy nữa, và cả anh hai nữa. Teresa, con đi đâu vậy? Teresa! Riết không hiểu con em mình nó như thế nào nữa. Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Được hay không được thì tôi cũng phải đi ra khỏi cái nhà này cho xong. Tôi khổ quá rồi. Teresa! Con soạn đồ đi đâu? Con muốn đi đâu nữa hả Teresa ơi? Con làm cho mẹ lo lắng hết cả đêm qua còn chưa xong hay sao hả Teresa? Tôi soạn đồ để tôi biến khỏi căn nhà này. Tôi chán ở đây lắm rồi. Tôi đi tìm tự do cho tôi. Mẹ nói con không có được đi ra khỏi nhà. Hãy cất quần áo vào tủ cho mẹ mau lên. Mẹ à, mẹ càng nói, con càng đi. Chào mẹ. Teresa, mẹ nói con quay lại. Teresa. Chào anh hai, gửi lời tới Summer giúp em. Teresa, con đi đâu? Quay lại đây. Con ơi, Teresa nó đi thiệt rồi con ơi. Ryan ơi, em con nó đi thiệt rồi. Rồi nó sẽ sống ra sao đây con? Nó sẽ ở đâu? Nó ăn gì? Ai nấu cho nó ăn? Rồi nó sẽ như thế nào đây con? Thôi mẹ nín đi. Mẹ yên tâm, cứ để cho Teresa nó đi. Rồi nó sẽ được dạy một bài học để biết rằng mẹ yêu thương và lo lắng cho nó như thế nào. Con chắc chắn là vậy. Rồi nó sẽ hiểu ra và tự tìm về đây thôi. Em nó vẫn đang trong giai đoạn tuổi vị thành niên nên cần trải nghiệm mẹ à. Mẹ yên tâm nha. Ừ, mẹ cảm ơn con. Mẹ hy vọng em sẽ bình an trở về. Ủa, Teresa, hôm qua tới giờ mẹ cậu gọi điện thoại cho mình quá trời, hỏi cậu có ngủ ở nhà của mình không. Nhưng mà bộ hôm qua cậu đi chơi khuya hả? Đi đâu vậy? Để cho nhà lo, mình cũng lo. Hôm nay sang kiếm cậu nè. Thôi, đừng có nói về những cái chuyện mà mình đi chơi như thế nào nữa. Mình nghĩ là mình với bạn chơi với nhau không có hợp nữa đâu. Bạn thì lúc nào á cũng nghe lời bố mẹ, còn mình á thì hư hỏng. Mình là đứa con không nghe lời cha mẹ nên mình với cậu không còn hợp nhau nữa đâu. Thôi mình đi đây. Ơ, Teresa, vậy là sao chứ? Tại sao Teresa? Chuyện gì vậy? Cậu ấy thay đổi thật rồi sao? Bộ phim Bài Học của Teresa tập 13 đến đây đã kết thúc. Để biết diễn biến câu chuyện Teresa như thế nào thì các bạn hãy đón xem trong tập 14 nhé. Chúc các bạn có những phút giây xem phim thật vui vẻ. Đừng quên like, share và subscribe Song Thư Channel để ủng hộ Song Thư ra thêm nhiều video clip mới nha. Bye bye và hẹn gặp lại. Song Thư love you.